chào các bạn. Hôm nay mình lâu rồi mình không có nấu ăn, mình quay cho các bạn xem á. Hôm nay mình nấu ăn lại bữa cơm của mình. Hôm nay mình nấu cơm có hai món, món canh chua với lại cá bông lau này mình ướp để mình chiên á các bạn. Mà mình tỏi mình đâm nhuyễn ra, xong mình bỏ miếng bột ngọt, muối, tiêu. Bây giờ mình sẽ ướp cho nó thấm vô ha. Bữa giờ con gái mình nó bệnh cho nên mình cũng không có rảnh để nấu ăn. Rồi ba rồi chồng mình đi công tác á, không có ai ở nhà nên mình cũng ít có nấu ăn, có hai mẹ con. Nay cuối tuần ông xã về cho nên mình nấu cơm gia đình. Đó, mình ướp thì cho nó thấm, lát mình chiên. Giờ mình sẽ đi nấu canh tôm. Mình mua mấy tôm nhỏ này mình nấu canh. Canh chua của mình gồm có hả rau nhút nè các bạn. Rau nhút nè, rau muống nè, bạc hà, đậu bắp, cà, thơm, măng, rất là ngon. Giờ mình sẽ chuẩn bị cho món canh chua của mình ha. Bây giờ mình nấu nồi canh chua ha các bạn ha. Mình thì thích nấu ăn lắm mà cả hai tuần nay ông xã mình phải đi công tác xa, rồi con gái nó bệnh nữa, không có ai mình nấu ăn. Góc yêu thích nho nhỏ của mình mỗi ngày là ở đây nè các bạn, được nấu ăn cho gia đình, cho con cái mình ăn. Tỏi vàng mình đã thơm với cà cho mình xào cho nó ra cái chất ngọt. Thank you.
mình xào nó có màu vậy đẹp đó các bạn. Giờ mình sẽ dầm me. Me này mình mua về rồi dắt các bạn. Đó, mình dầm. Mình dầm tới mình dầm luôn khi nào nó chua vừa khẩu vị của mình là được rồi nha các bạn. Mình dầm me xong bây giờ mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Đường. Me nó canh chua, me nó chua mình phải cho đường hơi nhiều chút. Chua cho miếng đường. Mình cho mấy con tép nhỏ nhỏ này vô nha các bạn. Sau rồi bỏ sao rồi cho nó ngọt. Cho măng vô luôn. Cho măng vô nó nhừ nó lát nó ngon.
con chua lát ngon lắm này. Tôm thì mình bỏ vô nó cũng chưa cũng chín rồi các bạn, giờ mình sẽ cho rau vô luôn ha. Đây mình cho rau nhút vô luôn. Rau muống, bạc hà, đậu bắp cho vô luôn. Cho vô luôn mình cho nó sôi lên cái mình nhắc xuống đừng để nó mềm, bữa nó chín không nó mềm nó cũng không ngon. Cận cảnh cho các bạn xem rất là ngon, nồi canh chua thơm quá, thơm ngon. Cho giá với rau thơm vô luôn các bạn, nó sôi một lần cái là mình cho nó xuống luôn chứ mình không có để cho nó nhừ quá. Nồi canh chua của mình nó đã thơm mà nó dậy mùi thơm lên rồi đó các bạn. Nó sôi vậy được rồi đó, mình sẽ nhắc xuống ha. Lát ăn cơm mình sẽ múc ra. Rất là ngon. À. Giờ mình chuẩn bị chiên cá thôi. Giờ mình sẽ chiên cá nha các bạn. Cá nãy giờ mình ướp nó cũng thấm rồi. Đậu nước lại cho nó giang cá ra trên nó giang.
khá, nãy giờ mình chiên cũng xong rồi các bạn, rất là giòn và ngon. Bây giờ còn hai khứa nữa xong là mình sẽ gắp ra, mình sẽ dọn, đến giờ cơm mình sẽ dọn ra hâm cơm của mình ha. Mình nấu canh chua với lại cá xong rồi các bạn, bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Mình mời các bạn ăn cơm ha. Hôm nay mới đi công tác về bà xã nấu ăn cho nè, rất là ngon. Canh chua gì nhỉ em? Canh chua với này cái này cái gì? Cá bông lau. Cá bông lau chiên nè, chấm mắm nè. Cam ngoài tao ra ngoài đói chắc để xem đói rồi nè, mình quay cận cảnh để cầm nóng giữa này, cơm nó ngon các bạn đó, cá chiên canh chua rồi mời các bạn ăn cơm ha. Thấy lục phần gì ở ẩm á, cơm cũng gửi hình của con á. Bữa nào kiếm tấm khác bỏ vô Ngọc Hà. Con gái hôm nay bị giọng miệng không ăn cơm được. Đáng vợ đâu có chuyện nói vậy. Để bữa khác. Cá này chiên lên chấm mắm ăn ngon lắm các bạn. Béo mà ăn giọt. Cái này là bổ vậy hả? Từng gắp giấy tờ của ba nha Ngọc nha. Ừ, con có chừng làm rách đó con. Ăn cơm không con, ăn được không? Sẵn dây đó, chút đồ uống thì cho mát tầm. Cho nó mau hết. À con coi đồ ra mau hả? Ngọc thì cũng đeo ngồi vô hư rồi anh ơi. Ấy trời ơi, hư cái ba ly của ba con. Gậy với Ngọc đi ra đi. Để ba đi công tác nào. Ăn cơm không? Con ăn cơm không? Thôi uống sữa à. Con đỡ được chỗ nào không nè? Canh chua này là có đậu bắp nè các bạn. Đậu bắp kẹt chua. Lát mắm nó Ngọc ơi. Măng. Măng chua hả? Măng chua cái này khóm thơm. Cắt lại thôi ha, anh tới đâu cắt tiếp, phải cắt miếng nữa đi. Mình, hôm nay mình mới đi công tác ở dưới Cà Mau về đất bàn. May quá mà sẽ nấu sẵn rồi, về ăn thôi. Mời các bạn ăn cá bông lau chiên nè các bạn. Tối ngoài đẩy đẩy sức qua đi. Để xuống ra đây xuống này. Ngon quá. Nay mình chấm mắm ăn kèm miếng ớt nữa nè. Làm gì nó nuốt con bé nó bị đau nên mới là nó nặng đó. Nó mình nói cái tùy ra cái à, nước bé nó tuôn ra trong cái tay nó như vậy. Ngã cái này mà hết bệnh thì ăn kẹt ăn tre rồi, ăn tre với cô chú rồi. Các
con đảo đâu. Thôi mời cả nhà mời cơm. Thì tới đây video clip của mình chắc là kết thúc. Và các bạn coi thấy hay thì có thể là chia sẻ, like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye.